Sapa là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều điều kỳ thú và thú vị. Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, trong lành cùng những thắng cảnh làm say lòng biết bao du khách. Cũng chính vì lẽ đó mà Sapa luôn nằm trong top những địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm nhất. Có khá nhiều tuyến đường đến Sapa, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là tuyến đường Hà Nội-Sapa. Để có thể khám phá vẻ đẹp thiên nhiên dọc khắp cung đường này, nhiều du khách đã ưu ái lựa chọn xe limousine. Đây là loại xe đặc biệt với không gian thoải mái, sang trọng, đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho hành trình của mỗi du khách. Ngay sau đây hãy cùng Blogger Việt điểm qua top 5 hãng xe limousine Hà Nội Sapa bao xịn trong video dưới đây nhé! Giới thiệu về du lịch Sapa. Sapa là một thị trấn vùng cao của tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng hơn 30 km. Sapa cũng được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất khu vực Tây Bắc Việt Nam. Du lịch thành phố sương mờ, bạn sẽ được tham thú hàng loạt các điểm đến nổi tiếng như thung lũng Mường Hoa, bãi đá cổ Sapa, tháp Bạc, núi Hàm Rồng, thung lũng Hoa Hồng, làng Cát Cát, đỉnh Phan Xipang. Với những du khách ở Hà Nội hoặc xuất phát từ Hà Nội muốn đến Sapa thì hành trình sẽ khá là xa. Khoảng cách trung bình từ Hà Nội đến Sapa là 320 km. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể thay đổi tùy theo các tuyến đường cụ thể. Hiện nay, tuyến cao tốc 05 nối Hà Nội-Lào Cai được mở vào cuối năm 2014 là con đường được đa số du khách lựa chọn. Cao tốc luôn được ưu tiên vì tốc độ nhanh, tiện lợi và đường được quy hoạch nên rất dễ đi. Nếu lựa chọn hình thức xe du lịch, xe khách, xe giường nằm từ Hà Nội thì chắc chắn bạn sẽ đi qua cung đường này. 2. Tại sao nên chọn đi xe limousine Hà Nội Sapa? Xe limousine Hà Nội Sapa nhìn chung sẽ mang lại trải nghiệm sang trọng và tiện nghi cho bạn. Theo đó, hiện tại những chiếc xe limousine trên 16 chỗ ngồi trước đây đã được cải tiến và thiết kế lại với không gian nội thất phục vụ ít hành khách hơn. Hành trình sẽ đưa bạn đến những chiếc ghế da sang trọng, tích hợp chức năng massage và điều khiển nâng hạ hoàn toàn tự động. Lộ trình của xe limousine thường bắt đầu từ văn phòng và có thể di chuyển vào các quận nội thành. Vì vậy, bạn sẽ được tùy chọn các địa điểm đưa đón sao cho gần với nơi mình sống nhất. So với xe khách, hành trình từ Hà Nội tới Sapa có thể được rút ngắn từ 5 đến 6 giờ đồng hồ xuống còn 4 đến 5 giờ đồng hồ khi sử dụng limousine. Điều này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Giá vé của limousine cũng tương đối hợp lý, chỉ từ 350.000 đồng là bạn đã có thể được đưa đón tận nơi từ Hà Nội tới Sapa. 3. Top 5 hãng xe limousine Hà Nội Sapa. Hãng xe Phúc Lâm limousine Hà Nội Sapa. Cái tên đầu tiên mà Blogger Việt muốn giới thiệu đến bạn chính là nhà xe limousine Phúc Lâm, được xếp hạng 5 sao về chất lượng và dịch vụ. Phúc Lâm Limousine là một trong những nhà xe limousine tốt nhất năm 2024. Đây thực sự là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn trải nghiệm chuyến đi Hà Nội Sapa đẳng cấp và chất lượng. Với dòng xe limousine chuyên cơ, mặt đất hạng thương gia được trang bị đầy đủ tiện ích cao cấp như ghế massage, TV LED, nước suối, khăn lạnh và wifi miễn phí, Phúc Lâm Limousine Hà Nội Sapa cam kết mang đến trải nghiệm vận chuyển đẳng cấp và tiện nghi nhất cho khách hàng. Nhà xe chú trọng đến sự thoải mái của khách hàng, cung cấp những chuyến đi êm ái nhất. Đội ngũ tài xế có kinh nghiệm lâu năm, được đào tạo chuyên nghiệp để đảm bảo chuyến đi tốt nhất, không gây mệt mỏi hay say xe. Ngoài ra, chất lượng của xe cũng rất được nhà xe chú trọng khi xe được bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh kỹ lưỡng, đảm bảo mang lại cho các hành khách những chuyến đi hành trình tốt nhất, mang lại chất lượng dịch vụ cao cấp. Lịch trình, số điện thoại và giá vé nhà xe Phúc Lâm Limousine. Thời gian di chuyển 5,5 giờ. Giờ xuất phát tại Hà Nội là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Tại Sapa là từ 14 giờ đến 15 giờ. Điểm đón trả tại Hà Nội: 12 Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nội Thành Hà Nội, sân bay Nội Bài, ngã ba Kim Anh. Điểm đón trả tại Sapa: 593 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai, bến xe Sapa, trung tâm thị trấn Sapa. Giá vé là 320.000 đến 370.000. Hotline: 0946 301 333.
hãng xe truyền thanh Limousine Hà Nội Sapa. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Trường Thanh, sở hữu dịch vụ xe Limousine Hà Nội Sapa, là một trong những đơn vị cho thuê xe hạng sang hàng đầu tại Hà Nội. Với cam kết đem lại trải nghiệm đẳng cấp, Trường Thanh Limousine luôn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Trường Thanh Limousine Hà Nội Sapa sử dụng loại xe đi car 9 chỗ với thiết kế rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Xe có 7 ghế hạng sang bên trong với kích thước lớn, có chỗ để tay và có thể ngả từ 10 đến 45 độ để đảm bảo sự thoải mái cho hành khách. Đặc biệt, hai ghế giữa xe còn có khả năng xoay 180 độ để ngồi đối diện nhau. Tất cả các ghế trên xe đều được trang bị bằng da cao cấp và được bố trí đối xứng, tạo nên không gian sang trọng và thoải mái hơn. Trường Thanh Limousine cam kết đưa khách hàng đến đích một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Lịch trình, số điện thoại và giá vé của Trường Thanh Limousine. Thời gian di chuyển 5 giờ, giờ xuất phát tại Hà Nội là 6 giờ hoặc 7 giờ, tại Sapa là 14 giờ 15 hoặc 15 giờ 15. Điểm đón trả tại Hà Nội: Royal City Nguyễn Trãi, sảnh Lotte Central Liễu Giai, Nhà hát lớn Hà Nội, khu vực phố cổ Hà Nội. Điểm đón trả tại Sapa: Trung tâm thị trấn Sapa hoặc Trung tâm thị trấn Lào Cai. Giá vé là 370.000 đồng. Hotline 1900 5757 25. Zalo 0888 389 996. Hãng xe Eco Sapa Limousine Hà Nội Sapa. Hãng xe Limousine Hà Nội Sapa tiếp theo mà Blogger Việt muốn giới thiệu cho bạn đó là Eco Sapa Limousine. Đây là một trong những đơn vị hàng đầu về dịch vụ xe Limousine tại Việt Nam, đã được thành lập từ năm 2015 và đã có hơn 8 năm kinh nghiệm phục vụ hàng nghìn hành khách trên tuyến Sapa Hà Nội và ngược lại. Với dòng xe VIP 9 chỗ sang trọng, Eco Sapa Limousine Hà Nội Sapa mang lại trải nghiệm vượt trội và đẳng cấp nhất cho khách hàng. Nội thất của xe được trang bị các tiện ích thông minh, đẳng cấp thương gia như ghế massage, wifi miễn phí, TV 21 inch, cổng sạc USB, khăn lạnh và nước suối. Đặc biệt, Eco Sapa Limousine còn cung cấp dịch vụ đón và trả tận nơi tại trung tâm thành phố Hà Nội, trung tâm thị trấn Sapa và thành phố Lào Cai, giúp cho việc di chuyển của khách hàng trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Với chất lượng dịch vụ hàng đầu và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Eco Sapa Limousine đã trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy nhất cho những ai muốn trải nghiệm những chuyến đi tuyệt vời nhất trên tuyến Hà Nội Sapa. Lịch trình, số điện thoại và giá vé của Limousine Eco Sapa. Thời gian di chuyển 6 giờ. Giờ xuất phát tại Hà Nội từ 7 giờ đến 15 giờ 30. Tại Sapa từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30. Điểm đón 42 Hàng Dây, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Điểm trả 494 Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa hoặc trung tâm thành phố Lào Cai. Giá vé từ 350.000 đến 370.000. Hotline 1900 5757 25. Zalo 0888 389 996. Hãng xe Luxury Van Limousine Hà Nội Sapa. Năm 2016-2017, công ty Group Tour mở thêm dịch vụ vận chuyển bằng xe Limousine đi Sapa chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội Sapa, chuyên phục vụ khách du lịch với những người đi công tác cần dịch vụ vận chuyển cao cấp, tiện lợi với tên gọi Luxury Van Limousine. Xe Luxury Van đi Sapa được thiết kế cải tiến từ xe lớn thành loại xe đi Sapa ít chỗ ngồi hơn, thay đổi thành ghế rộng rãi hơn, tương đương với ghế hạng thương gia của hãng hàng không, phù hợp cho cả hành khách cao to. Với các ghế ngồi được thiết kế trượt ngã bằng các nút điều chỉnh, hành khách có thể lựa chọn tư thế phù hợp và thoải mái nhất một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ưu điểm, xe xuất phát lúc khung giờ cố định hàng ngày, cơ sở vật chất trên xe luôn được đảm bảo, đội ngũ tài xế tận tâm mang đến hành trình an toàn cho khách hàng. Nhân viên phục vụ luôn hỗ trợ khách hàng hết mình, chu đáo, luôn giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng tận tình. Xuất phát từ 16 Hàng Trĩnh, quận Hoàn Kiếm, có hỗ trợ đón khách tại trung tâm phố cổ, bên cạnh đó còn đón khách ở sân bay Nội Bài. Lịch trình, giá vé và điểm đón nhà xe Luxury Van Limousine. Thời gian di chuyển khoảng 5 giờ tùy địa điểm. Giờ xuất phát tại Hà Nội 6 giờ 30, 7 giờ, 14 giờ 30. Tại Sapa 7 giờ 30, 14 giờ 30, 15 giờ. Điểm đón trả tại Hà Nội số 6 Hàng Trĩnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điểm đón trả tại Sapa, trung tâm thị trấn Sapa. Giá vé là 380.000 đồng.
hotline 0243 992 1289 hoặc 0947 368 812. Hãng xe Dream Transport Limousine Hà Nội Sapa. Cái tên cuối cùng mà Blogger Việt muốn giới thiệu cho bạn đó là Dream Transport. Đây là một đơn vị vận chuyển VIP đẳng cấp cho chuyến đi từ Hà Nội đến Sapa và ngược lại. Với hệ thống limousine Hà Nội Sapa 9 chỗ độc đáo, được cải tiến từ loại xe 16 chỗ, Dream Transport Limousine cam kết mang đến cho hành khách cảm giác thoải mái và rộng rãi nhất. Không chỉ là một dịch vụ xe limousine thông thường, Dream Transport Limousine còn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích hiện đại và cao cấp nhất. Với các trang thiết bị như nước uống, khăn lạnh, Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB và DVD, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái và tiện nghi trong suốt chuyến đi. Đặc biệt, đội ngũ lái xe và nhân viên của Dream Transport Limousine còn luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng với tinh thần chuyên nghiệp, nhiệt tình và tôn trọng. Dream Transport luôn lắng nghe mọi yêu cầu và phản hồi từ khách hàng để liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ. Dream Transport Limousine không chỉ đưa bạn đến đích một cách an toàn và thuận lợi mà còn mang đến cho bạn trải nghiệm vận chuyển đẳng cấp và thú vị nhất. Lịch trình số điện thoại của nhà xe Dream Transport Limousine. Thời gian di chuyển 5,5 giờ. Giờ xuất phát tại Hà Nội là từ 6 giờ 30 hoặc 7 giờ. Tại Sapa là từ 14 giờ đến 14 giờ 30. Điểm đón trả tại Hà Nội, trung tâm thành phố Hà Nội hoặc sân bay Nội Bài. Điểm đón trả tại Sapa, trung tâm thị trấn Sapa hoặc nhà thờ đá Sapa. Giá vé 400.000 đồng. Hotline 0961707176. 4. Những lưu ý lựa chọn xe limousine Hà Nội Sapa. Chú ý về chất lượng xe. Sự an toàn và thoải mái luôn là điều ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn dịch vụ di chuyển. Đó là lý do tại sao việc chọn lựa các phương tiện xe uy tín là cực kỳ quan trọng. Trên tuyến Hà Nội Sapa thường có rất nhiều loại xe di chuyển, nhưng phổ biến nhất là xe giường nằm và xe limousine. Một trong những sự lựa chọn hàng đầu của hành khách gần đây là dòng xe limousine 9 chỗ, được cải tiến từ các loại xe có số chỗ ngồi lớn hơn, khoảng cách giữa các ghế được mở rộng hơn. Các ghế cũng được nâng cấp thành ghế đệm dày cao cấp, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách. Với nội thất hiện đại được cải tiến, hành khách có thể lựa chọn tư thế ngồi thoải mái và linh hoạt suốt chuyến đi. Xe còn được trang bị tủ lạnh mini, màn hình TV, mang đến trải nghiệm vận chuyển cao cấp với giá cả cực phải chăng. Giờ xuất bến. Các nhà xe thường có nhiều lựa chọn khung giờ xuất bến trong mỗi ngày. Hãng càng cung cấp nhiều chuyến thì bạn dễ dàng sắp xếp thời gian di chuyển. Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Sapa thường dao động khoảng 5 đến 6 tiếng. Để có chuyến du lịch trọn vẹn, đến được nhiều điểm hơn, bạn có thể chọn chuyến đi khuya và tới nơi vào sáng sớm. Nếu bạn thích ngắm cảnh và tự mình trải nghiệm chuyến đi, có thể chọn các chuyến sáng sớm, thời tiết buổi sáng sẽ dễ chịu hơn cho chuyến đi. Nơi xuất phát. Đối với tuyến đường Hà Nội đi Sapa, các nhà xe thường di chuyển theo tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Phần lớn các nhà xe đều có văn phòng tại trung tâm Hà Nội hoặc tại các bến xe lớn như bến xe Mỹ Đình, bến xe nước ngầm. Với những khách hàng không ở Hà Nội, có thể di chuyển bằng máy bay đến sân bay Nội Bài. Một số nhà xe cũng cung cấp dịch vụ đón khách tại sân bay Nội Bài hoặc ngã tư Nội Bài cách sân bay khoảng 3 km. Hành khách nên liên hệ đặt vé trước để xe chủ động lịch trình đón. Dịch vụ trung chuyển đón. Có nhiều nhà xe limousine Hà Nội đi Sapa hỗ trợ đón khách tận nơi trong nội thành Hà Nội. Thông thường, họ sẽ đón khách tại khu vực phố cổ hoặc các điểm cố định trên đường xe đi qua để đón khách. Lưu ý là bạn nên để ý điện thoại di động để tài xế tiện liên hệ khi đến đón. So sánh giá cả. Giá vé các hãng xe trung bình là từ 200 đến 400.000 đồng một vé, tùy theo hãng xe đưa ra các mức giá cạnh tranh khác nhau. Với các trang web đặt xe hoặc các ứng dụng như Momo, ZaloPay, bạn có thể dễ dàng tham khảo mức giá của từng hãng xe, đánh giá của khách hàng đã trải nghiệm để tiến hành so sánh và lựa chọn phù hợp. Với 5 hãng xe limousine Hà Nội Sapa đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng lẫn giá vé phải chăng mà Blogger Việt liệt kê ở trên, chắc hẳn các bạn đã hoàn toàn yên tâm để trải nghiệm chuyến đi du lịch Sapa của mình rồi phải không nào?
hãy thử trải nghiệm một chuyến du lịch trọn vẹn trên những chiếc xe phòng nằm xịn sò và không gian riêng tư ngay nhé! Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.